chưa muốn ngưng lại Vẫn muốn tiếp tục hát Vẫn muốn tiếp tục thờ phượng Chúa Vẫn muốn tiếp tục chúc tụng danh của chính mình Và thưa quý ông bà anh chị Theo tôi Thì có thể nói rằng Điều đáng tiếc nhất của một con người Ở trên đất này Đó là không được thờ phượng Chúa Không phải là không được điều này Hay không được điều kia mà là không được thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy tôi tha thiết kêu gọi hội thánh của Chúa. Xin hãy nhớ và tiếp tục cầu nguyện một cách đặc biệt cho đội hình ngợi khen thờ phượng của hội thánh Chúa tại nơi đây. Chúng ta hãy cảm ơn những anh chị em đã giúp đỡ hội thánh trong việc thờ phượng Chúa và ngợi khen Ngài. Amen không ạ à. Họ đang đứng ở trong một vị trí đầy sự tấn công và xin tất cả các con cái của Chúa chúng ta hãy nhớ đến anh em của mình trong đội hình này để đặc biệt cầu nguyện mỗi ngày xin huyết của Chúa bao phủ và xin ơn và sự sức giàu của thánh linh Chúa càng thêm mãi không dứt ở trên anh em của chúng ta. Amen không thưa hồ Thánh để tiếp tục chúng ta có những thì giờ thờ phượng Chúa ngợi khen Ngài hết lòng. Và giờ này trước khi chúng ta cùng nhau học lời Chúa, tôi xin được phép dân lời cầu nguyện và xin hết thảy các tôi tới Chúa cùng hội thánh cùng hiệp ý với tôi trong lời cầu nguyện. Chúng con cúi lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha dấu yêu của chúng con. Là Đấng đã tạo dựng nên chúng con vì cớ sự vinh quang của Ngài. Là Đấng đã tạo dựng nên chúng con để chúng con ngợi khen Ngài. Và Chúa ơi vì chúng con hay quên Hay chúng con không chịu suy nghĩ mà thôi Nhưng nếu chúng con ngồi ngẫm nghĩ và suy nghĩ là Thì chúng con thấy rằng mình có hàng ngàn Hàng ngàn lý do Để mà ngợi khen Chúa và chúc tụng danh của Ngài Và đó là lý do mà tại sao khi chúng con Chúa ơi đọc lại lời của Chúa thấy tôi tới Chúa nói rằng Ôi ông sống cả cuộc đời này Khi nào ông vẫn còn hơi thở Thì ông vẫn tiếp tục ngợi khen Chúa Chúa là cha dấu yêu của chúng con Xin nhắc nhở và tỉnh thức mỗi đời sống của chúng con để chúng con biết rằng được ngợi khen Chúa là một đặc ân Được thờ phượng Chúa là một ân phước lớn lao Mà Ngài ban cho chúng con Xin đừng để bất kỳ một lý do gì cản trở chúng con Trong sự thờ phượng Chúa và ngợi khen Ngài Xin đừng để một lý do nào Có thể khiến người chúng con lui đi Hay bỏ qua sự thờ phượng Ngài vì Đức Chúa Giêsu Christ Ngài đã chết trên thập tự giá, không chỉ xóa sạch mọi tội lỗi của chúng con không mà thôi đâu, nhưng mà Ngài chết trên thập tự giá đổ huyết ra để mở cho chúng con một con đường mới để chúng con bước vào trong sự hiện diện của Chúa để thờ phượng Ngài. Lạy Cha yêu yêu của chúng con, xin tiếp tục đụng chạm và thăm viếng từng mỗi đời sống chúng con buổi sáng hôm nay để cả cuộc đời của chúng con không ai ngưng nghĩ lại trong sự thờ phượng Ngài cả. Nhưng mà hết hãy chúng con mỗi ngày càng gia tăng thì giờ tìm kiếm Ngài, hết lòng trong sự thờ phượng Chúa để chúng con kinh nghiệm được những gì Ngài đã hứa với mỗi một chúng con trong lời của Ngài. Chúng con cảm tạ Cha. Giờ này chúng con suy gẫm lời của Chúa, xin Ngài ở đây, sức giàu và ban ơn trên hết hãy chúng con. Xin lời của Đức Chúa Trời đụng chạm đến mỗi đời sống của chúng con. Ôi Chúa ơi, cảm động chúng con bởi Thánh Linh của Ngài để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý của Chúa và nếu buổi sáng hôm nay có một thân hữu nào chưa tiếp nhận Ngài thì con cầu nguyện để xin lời của Chúa đụng chạm trong tâm lòng của anh em chúng con và xin thánh linh của ngài hành động để ngay giờ phút mà lời Chúa được ban ra thì sẽ không trở về cách luống nhân đâu nhưng sẽ làm chọn ý muốn của ngài trên từng mỗi đời sống của chúng con và đặc biệt trên thân hữu chúng con cảm ơn ngài giờ này chúng con trao phó thì giờ này lời của Chúa và toàn thể dân sự ngài cũng như chính mình con ở trong cánh tay toàn năng của Cha và chúng con cúi đầu cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. trước khi chúng ta cùng nhau họp chung lời Chúa ở trong sự ký nhì đoạn 26 thì một lần nữa trân trọng kính mời các tôi tới Chúa cùng toàn thể hội thánh chúng ta cùng nhau đứng lên cùng đọc chung lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sự ký nhì Đoạn thứ 26 từ câu 1 cho đến hết câu số 21 Chúng ta sẽ đọc theo thể đối đáp và Tôi xin được đọc trước một câu và sau đó mời Thánh chúng ta đọc câu kế tiếp Sự ký nhì đoạn 26 Tôi xin được phép đọc trước Sự ký nhì đoạn 26 từ câu 1 đến câu 21 Cả dân Juda đều lập Osir làm vua Thế cho Amasia cha người Tuổi người được 16 <laughs> Osir được 16 tuổi khi người lên ngôi làm vua Người cai trị 52 năm tại Jerusalem Mẹ người tên là Jekulia Quê ở Jerusalem trong đời Sacheri là người thông hiểu các dị tượng của Đức Chúa Trời thì Osia rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu Đức Chúa Trời giúp đỡ người được thắng dân Philistin, Dân Ả Rập ở tại Gusơ Ba Anh và dân Ma Ôn cũng xây những tháp tại Jerusalem Trên cửa góc, trên cửa chủng và trên góc tường Làm cho nó vững chắc Osir có một đạo binh sẵn đi chinh chiến Kéo ra trận từng tốt Tùy số tu bộ mà thơ ký Gehien Và quan giám thị ma a gia đã làm Có Hanania đại thần của vua cai quản Chúng quản lãnh một đạo binh 30 vạn 7.500 người đều hay đánh giặc cách mạnh dạng hầu giúp vua đối địch với cựu địch ở jerusalem người khiến tay kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp và trên chót đồn lũy đặng bắn tên và đá lớn Danh tiếng người đồn ra phương xa Bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường cho đến trở nên cường thành. Thầy tế lễ Asaria vào sau người có 80 thầy tế lễ đều là người mạnh dạng đồng đi theo. Ô xưa bèn nổi giận Người cầm nơi tay một cái bình hương toan sông hương Và đang khi người nổi giận cùng những thầy tế lễ Phun bèn nổi lên trên trán người trước mặt những thầy tế lễ Tại trong đền của Đức Giê-ô-va ở gần bên bàn thờ sông hương Osea bị bệnh phung cho đến ngày băng hà Và vì bị phung phải ở riêng ra trong một nhà khác Chẳng còn được vào đền của Đức Giê-hô-va nữa Vô tham con trai người Quản lý cung vua và xét đoán dân sự của nước Amen Cảm ơn Hội Thánh Xin trân trọng kính mời toàn thể Hội Thánh chúng ta an toàn hồ thánh có thể nói rằng cuộc đời của một con người từ khi sinh ra lớn lên cho đến khi qua đời là chuỗi của những ngày tìm kiếm có khi thì con người tìm kiếm điều này nhưng cũng có lúc thì họ tìm kiếm điều kia có khi con người tìm kiếm người này nhưng cũng có khi bỏ người này và tìm kiếm một người khác có khi con người tìm kiếm một mục đích cho cuộc đời của mình ở trên đất này nhưng rồi cũng có lúc con người lại thay đổi và tìm kiếm một mục tiêu khác cho đời sống mình trên đất này và vì vậy cho nên khi ngẫm nghĩ lại Thì có thể nói rằng Mỗi đúng ngày đúng con người sống trên đất Đều là những ngày tìm kiếm một điều gì đó cho chính mình Nhưng mà điều rất đặc biệt Đó là hệ con người còn sống bao lâu hễ con người càng cố công để tìm kiếm mọi điều thuộc trên đất này thì con người lại phải tiếp tục tìm kiếm nữa và dường như không có một điều gì mà con người tìm kiếm được ở trên đất này khiến cho con người phải thỏa lòng và dừng lại cả thế nhưng trên ánh sáng lời của chúa trong thời kỳ tân ước thì tôi rất thích một câu kinh thánh được kỹ thuật lại ở trong Matthew đoạn thứ 6 Và bản dịch phổ thông Thì lời của Chúa chép như thế này Nhưng hỡi các con Cái điều mà các con cần tìm kiếm hơn hết Đó là Nhưng hỡi các con Cái điều mà các con cần tìm kiếm hơn hết Trước nhất đó là Và đó là gì? Thì chúng tôi chúng ta sẽ theo dõi Để chính lời của Chúa sẽ giải đáp cho chúng ta Và tôi cầu nguyện để ước ao rằng Khi lời của Chúa được công bố ra trong buổi sáng hôm nay Thì dân sự của Chúa không tìm kiếm những điều mình đang tìm kiếm Hay là ưa thích điều mình đang tìm kiếm đó nữa Nhưng chúng ta quay trở lại Tìm kiếm Điều mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn Trên từng mỗi đời sống chúng ta Và Khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của một vị vua một vị vua được sức giàu, một vị vua rất đặc biệt ở trong Israel. Đó là vua Osir. Thì chúng ta sẽ nhìn rõ, được ý nghĩa, cũng như là những gì mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn trên đời sống của một người khi bước theo Ngài. Sự ký nhì đoạn thứ 26 từ câu 1 cho đến câu thứ 21, Chúng ta sẽ cùng nhau học chung phân đoạn kinh thánh này Với đề tựa là tìm kiếm Chúa Và trong phần kinh thánh này được chia ra Có một bố cục rất rõ ràng, ba phần Phần thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu Về việc vua ô đã rất lòng tìm kiếm Chúa như thế nào Và điều thứ hai Chúng ta sẽ nhìn thấy Khi vua ô hết lòng tìm kiếm Đức Giờ và thì ông được chúc phước và trở nên cường thạnh ra làm sao Và điều thứ ba chúng ta cũng học được trong phân đoạn kinh thánh này Đó là khi ô được cường thạnh Thì lòng của ông bèn trở nên kiêu ngạo với Đức Chúa Trời Và những hậu quả Từ lòng kiêu ngạo Mà Osir đã gặp đấy Xin hỏi thánh chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với sự ký nhì đoạn thứ 26. Ô xưa đã tìm kiếm Chúa. Khi mà có thể nói rằng cuộc đời của ông đã đạt được đỉnh cao của rất nhiều người mong muốn trong thời bây giờ. Kinh Thánh Sự Ký Nhi đoạn 26 từ câu 1 kỹ thuật lại như thế này. Cả dân Juda đều lập ô làm vua. Cả dân Juda đều lập ô làm vua. Hay nói cách khác hơn, Osir đã chính thức lên ngôi làm vua. Và điều mà tôi nhìn thấy rất được khích lệ. Đó là khi Osir lên ngôi làm vua, thì cứ đánh ghi rằng cả dân Judah đều ủng hộ, đều thừa nhận, đều lập ông lên làm vua cai trị cho mình. Rất hiếm thưa quý ông bà anh chị. Rất hiếm một cuộc bầu cử nào mà người đứng đầu đạt được số phiếu là 100% đâu Rất hiếm khi nào Nhưng mà tại bối cảnh này chúng ta nhìn thấy Ô được cả dân Juda Đều lập mình làm vua Để cai trị và dẫn dắt dân Israel Và có thể nói rằng Khi một người Được đứng ở vị trí làm vua Của một quốc gia, của một dân tộc và đặc biệt là dân tộc của đức chúa trời nữa thì tôi nghĩ đây là một sự thành đạt mà không thể có một điều nào lớn hơn nữa thưa hồ thánh nếu ai trong vòng chúng ta được lập lên làm vua của một dân tộc Thì tôi thiết nghĩ rằng, dường như người đó không còn ước ao gì nữa. Được làm vua. Tất cả mọi quyền hành ở trong tay. Và đó là một sự thành đạt rất lớn của một con người. Thế nhưng thưa hội Thánh, Kinh Thánh ghi rằng ngay khi mà Osea được lập lên làm vua của Israel thì kinh thánh ghi lại rằng Osia đã rất lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va. dẫu đã đứng ở đỉnh cao của sự thành đạt, nhưng không phải vì như vậy mà ông bỏ qua đi việc tìm kiếm Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi rằng ô xưa hết lòng tìm kiếm Chúa. Thưa Hồ Thánh, khi nghèo thiếu, khi thất bại, khi tuyệt vọng, khi bị mọi người xung quanh ruồng bỏ, con người chạy đến Hãy tìm kiếm Chúa Còn dễ hơn Là khi một con người đã được đứng đỉnh cao Của sự thành đạt trên cuộc đời này Nhưng vẫn rắp lòng tìm kiếm Đức giê hô Thì tôi thiết nghĩ rằng Đây là một điều hết sức đặc biệt Trên cuộc đời của vua ô Amen không thưa hội thánh. Amen không ạ? À? <laughs> Và không cần chúng ta đạt đến đỉnh cao Của sự thanh đạt Nhưng khi chúng ta suy nghĩ lại thôi Khi mà cuộc sống chúng ta trở nên dễ dàng hơn Hành thông hơn Thuận tiện hơn Tràn ngập phước hạnh của Chúa hơn Thì là lúc mà rất khó Để chúng ta có thể tiếp tục Bước đi trong một đời sống tìm kiếm Chúa Có phải vậy không thưa ông? Nhưng mà khi tôi suy gẫm là tôi thấy cuộc đời của vua ô Khi ông được cả dân vua đa Đều tu mô, đều thiết lập ơn Ông lên làm vua Thì Kinh Thánh ghi lại rằng ô đã rớp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời Và điều thứ hai mà chúng ta nhìn thấy được Osi tìm kiếm Chúa khi nào, thưa hòa thánh? Kinh thánh ghi lại rằng khi Osi lên ngôi làm vua, thì lúc bấy giờ ông bao nhiêu tuổi, hòa thánh biết không? 16 tuổi. Khi Osi lên ngôi làm vua, lúc bấy giờ ông chỉ mới 16 tuổi thôi, một lứa tuổi thiếu niên thôi, thưa quý ông bà. Nhưng mà cái Ánh ghi ở rằng Khi mà ô lên ngôi làm vua Lúc tuổi của ông chỉ mới được 16 thôi Thì Kinh thánh sự ký nhì đoạn 26 Câu số 5 ghi rằng Ô rắp lòng tìm kiếm Đức sê Ngay từ khi tuổi còn niên thiếu Thì ô đã rắp lòng tìm kiếm Chúa thưa hồ thánh đừng nghĩ rằng con trẻ chưa biết gì nhưng con trẻ cũng có thể chạy đến với chúa và tìm kiếm ngài cách hết lòng xin đừng để và nghĩ rằng con trẻ hãy để cho nó lớn đi Cho đến khi nào nó gặp nan đề đi Đến lúc bây giờ nó sẽ biết Tự động biết tìm kiếm Chúa là thế nào Không thưa quý ông bạn anh chị Tôi nhìn thấy rằng Vua Suy khi mới 16 tuổi Thì cứ đánh ghê rằng Ông đã rớt lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời Như vậy thì lứa tuổi thiếu niên Không phải chỉ là lứa tuổi ăn học Mà thôi mà ngay lứa tuổi đó cũng chính là lứa tuổi của một con người có thể rất lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời Amen không hồi thánh. Không ai amen hết. <laughs> hồi thánh không amen. Thì tôi cũng giảng. Vì tôi chỉ giảng những gì Kinh Thánh nói thôi Nhưng mà thật sự là như vậy thưa ông Thánh Ông lên ngôi chỉ 16 tuổi thôi Nhưng mà tôi thấy đây là một vị vua rất đặc biệt Đó là ông đã rắp lòng tìm kiếm Chúa Và chúng ta nhìn thấy Osir đã tìm kiếm Chúa khi nào nữa không? Nghe anh chữ bài Qua một lần. Kinh Thánh ghi lại rằng Osir đã lên ngôi làm vua của Israel. Và ông cai trị bao nhiêu năm thừa thánh? Dạ 52 năm tại Jerusalem. Nếu mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta thấy rằng rất hiếm vị vua nào có cái khoảng thời gian cai trị trên dân Israel lâu dài như là nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nhìn xem Kinh Thánh ghi rằng ô đã rất lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời Khi ông lên ngôi làm vua Và tại nơi đây tôi cũng nhìn thấy rằng Một vị vua mới lên ngôi Thì theo hội thánh là vị vua này rảnh rỗi hay bận rộn Rất bận rộn Rất nhiều công việc cần phải làm nhưng mà thưa quý ông bà anh chị dầu bận rộn đến đâu dầu có quá nhiều công việc quan trọng đến như thế nào thì chúng ta hãy nhìn thấy cuộc đời của ôi xưa đã có một quyết định rất khôn ngoan đó là ông đã rớp lòng tìm kiếm được sự và ai trong hội thánh làm chủ của gia đình nào có không có thánh khiêm nhường quá thôi. Có những người chủ công khai ở trong gia đình nhưng cũng có những người chủ âm thầm ở trong gia đình. Làm một một người làm chủ trong gia đình, quý bà anh chị thấy bận rộn không? Bận rộn không? Rất nhiều việc. Và lãnh đạo của một hội thánh thì nhiều việc không thừa thánh cũng rất nhiều việc bận rộn lắm vì vừa công việc của hội thánh rồi cộng thêm một công việc của gia đình nữa nhưng tôi thiết nghĩ rằng vẫn không bận rộn cho bằng một vị vua của một dân tộc của một quốc gia Khi Osir lên ngôi làm vua. Thì một câu kinh thánh đánh động cho mỗi lòng của chúng ta đó là ông đã ráp lòng tìm kiếm Đức Chúa Khi đang có quá nhiều công việc và tôi đoán chừng rằng rất rất nhiều công việc cần phải thảo luận, cần phải bàn bạc, cần phải đưa ra quyết định. Nhưng mà kinh thánh ghi rằng Osir đã ráp lòng tìm kiếm Đức Chúa Và vì vậy cho nên lời Chúa ở trong tin lành Matthew đoạn 6 câu số 33 Lời Chúa Sư phán rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời Và sự công bình của Ngài Một vị vua như Osir có rất nhiều việc phải làm rất bận rộn Nhưng ông vẫn quyết định trước nhất tìm kiếm Đức Sư và, và hết lòng tìm kiếm Ngài và thưa hội thánh Đức Chúa Trời là đấng có một phần thưởng cho người tìm kiếm Chúa. Hebrew đoạn 11 câu số 6. Đức Chúa Trời là đấng hay thưởng cho người nào tìm kiếm Ngài. Vì vậy tại nơi đây tôi nhìn thấy Osea đã tìm kiếm Chúa khi ông đây dẫy mọi công việc rất bận rộn. Và từ đó tôi nhận ra rằng Đừng bao giờ viện cớ lý do rất bầm rộn Mà bỏ qua đi thì giờ tìm kiếm Chúa Nếu hội thánh không amen Thì tôi cũng giảng tiếp Vì chưa hết giờ mà Phải không? và đúng như vậy thưa quý ông bà anh chị và trong tuần rồi trong một buổi nhóm cầu nguyện vào sáng thứ sáu tôi nghe một anh em làm chứng lại rằng khi vào sáng thứ hai đó có rất nhiều công việc phải làm nhưng anh em trong hội thánh này mục sư đã quyết định cầu nguyện trước tìm kiếm Chúa trước và sau đó trong ngày hôm đó, vị hồ sư này làm chứng lại rằng tất cả mọi công việc mà dự định làm trong ngày hôm đó đều rất thuận tiện và hanh thông. Và một lần nữa ông xác định rằng trước nhất tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Ngài sẽ ban phước cho mọi công việc trên sao. Amen không thừa thánh. Nếu hội thánh không amen. Tôi cũng giảng tiếp. Ô Duy không viện lý do là bận rộn Là trách nhiệm Của một vị vua mới lên ngôi Mà bỏ qua đi thì giờ tìm kiếm Chúa Vì ông biết hơn bao giờ hết Càng bận rộn bao nhiêu Càng mang lấy trách nhiệm nặng nề bao nhiêu Càng đứng ở một vị trí quan trọng bao nhiêu Thì càng phải tìm kiếm Chúa bấy nhiêu Hội Thánh không Amen tôi cũng giảng tiếp và thưa thánh, chút nữa thánh chúc đỡ trong phần thứ nhì chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao mà oxy ông lại được cường thành như vậy vì trước nhất ông đã tìm kiếm nước đức chúa trời và sự công bình của ngài thì chính đức giê-hô-va sẽ giúp đỡ và ban phước cho Osea. Và một câu kinh thánh rất được khích lệ nữa thưa hội thánh. Trong sự ký nhi đoạn 26 câu số 5 lời Chúa chép như thế này. Ô rất lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và người tìm kiếm bao lâu? Thì thì Đức Chúa Trời khiến cho người Đặng may mắn bay lộ Ai trong chúng ta thích mình được may mắn Ai thưa rồi đánh Đừng nói rằng thích được may mắn là sao giờ nhóm này ra mua mấy tờ vé số đâu nha Có một bản dịch nữa đó là Ô xưa tìm kiếm Chúa bao lâu Thì Đức Chúa Trời ban cho ông sự thành công bấy lâu Có một bản dịch nữa cái đánh ghi rằng Ô xưa tìm kiếm Đức giê bao, bao, lâu Thì Giê-va Đức Chúa Trời khiến cho người được nổi danh Và cường thạnh bấy lâu Như vậy chiếc chìa khóa ở đây thưa quý ông bà anh chị Trước nhất tìm kiếm nước Đức Chúa Trời Và sự công bình của Ngài Tất cả mọi ơn phước Mặc nhiên sẽ được ban cho Tôi xin đọc một câu kinh thánh Matthew đoạn 6 câu số 33 Trong bản dịch phổ thông như thế này thưa hội thánh Việc mà các con cần tìm hơn hết Đó là nước của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài Rồi tất cả những nhu cầu khác Sẽ đương nhiên được ban cho các con Bản dịch phổ thông Các nhu cầu khác sẽ đương nhiên Mặc nhiên Được ban cho như vậy vấn đề ở đây là lòng tin cậy và thứ tự ưu tiên mà mỗi một cuộc đời bước đi theo Chúa xác định. Ô xưa, cũng giống như tôi và quý ông bạn. Và hết thảy chúng ta cũng giống như Khi ông. Khi ô quyết định tìm kiếm Chúa thì lời của Chúa nói rằng ông tìm kiếm Đức Chúa Trời bao lâu? Thì Đức Chúa Trời ban cho ông được may mắn Thịnh vượng Thành công Và cường hạnh bấy lần. Và thương Dầu đời, cuộc đời của ô sống cách chúng ta hơn cả ngàn ngàn năm. Nhưng mà tôi tin rằng bài học này, nguyên tắc lời của Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi. Nếu ngày hôm nay tôi và hết hãy dân sự của Chúa quay trở lại tìm kiếm Đức Sư Ba, thì chúng ta cũng sẽ nhận được y như một lời hứa này. Hệ chúng ta tìm kiếm Chúa bao lâu thì Ngài sẽ ban cho chúng ta sự may mắn Sự thịnh vượng và sự thành công bấy lòng Hội Thánh lại không amen nữa rồi <cười> <cười> Như vậy trước nhất Hãy rắp lòng tìm kiếm được sự Và lời Chúa cho chúng ta biết rằng Vì đây là thời kỳ Chúng ta tìm kiếm Chúa đang khi còn gọi là ngày nay đang khi còn có cơ hội đang khi còn có dịp tiện đang khi chúng ta còn sống còn hơi thở còn nhận thức được còn quyết định được thì thưa quý ông bà anh chị hãy quyết định chạy đến với đức chúa trời để chúng ta kinh nghiệm được sự ban cho của ngài và những lời hứa của ngài trên đời sống của chúng và thưa hội thánh vì ô khi lên ngôi làm vua Ông đã quyết định trước nhất tìm kiếm Đức sê ô Cho nên chúng ta nhìn thấy Không có gì phải ngạc nhiên Khi nhìn thấy cuộc đời của ô Không chỉ được cường thạnh Mà rất được cường thạnh Không chỉ nổi tiếng Ở trong Israel Ra đến Egypto mà Osia còn được nổi tiếng khắp nơi. Và chúng ta hãy nhìn xem những ơn phước trong lúc mà Osia trị vì trên Jerusalem. Thứ nhất thưa Hồ thánh. Sự ký nhì đoạn 26 câu 6 và câu 7 cho chúng ta nhìn thấy rằng Osia trong thời trị vì của mình thì đức chúa trời đã vừa giúp ông vì cớ ông rắp lòng tìm kiếm chúa cho nên ô và dân sự của đức chúa trời đã thắng hơn được những kẻ thù nghịch và một trong những kẻ thù nghịch đó là dân philippines dân amon dân moab mà trước đây các đời của vua cha ông vẫn thất bại trước các kẻ thù nghịch này và hàng năm phải chiều cống cho các kẻ thù nghịch này nhưng mà đến đời của Osir Thư Hội Thánh Thì Kinh Thánh ghi rằng Dân Israel đã thắng hơn được dân Phi Tinh Và các dân tộc lân cận Quý vị thấy quan trọng không? Khi một vị vua Một con người đứng đầu của một dân tộc Của một quốc gia Ông quyết định tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì trong đời chỉ vì của vua Osir dân sự của Đức Chúa Trời thắng hơn được kẻ thù nghịch. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ô xưa được cường hạnh. Đó là trong đời của ô xưa chỉ vì chúng ta nhìn thấy ô xưa đã xây dựng một đất nước rất vững mạnh và văn minh. Kinh Thánh ở trong sự ký nhì đoạn 26 từ câu 9 cho đến câu thứ 15 phần A Chúng ta nhìn thấy điều đó Ô xây cất những tháp tại Jerusalem Trên cửa góc, trên chữ chủng Và trên góc tường làm cho nó vững chắc Người cũng cất những tháp ở trong đồng vắng Đào nhiều giếng vì có nhiều súc vật trong đất đồng bằng Và trên đồng cao cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho trên núi và tại Cạc Mên vì người yêu thích việc canh nông. Chúng ta nhìn thấy ô xưa trong đời trị vì của ông đã xây dựng một đất nước Israel rất vững mạnh, thương hội hạnh. Ông xây sửa lại. Ông tái thiết lại tất cả mọi điều. Thật là tốt lành cho dân sự của Chúa. Và tôi nghĩ rằng dân Israel rất được phước trong giai đoạn này Giai đoạn mà Osi là một vị vua Nhưng đã trước nhất rất lòng tìm kiếm Đức Jehovah Và không những ông được phước thắng hơn kẻ thù nghịch Mà qua ông thì dân sự của Chúa cũng có một đất nước được xây dựng rất là vững mạnh Và kế đến chúng ta nhìn thấy Osi được cường hạnh vì trong thời bấy giờ Thì đất nước sen Rất mạnh về mặt quân sự Về hạ tầng Về kinh tế Rồi bây giờ về quân sự Thì chúng ta cũng nhìn thấy Trong thời trị vì của Osir Thì dân sen rất mạnh về quân sự Câu số 11 của sử ký nhì đoàn 26 Chép như thế này Osir có một đạo binh sẵn đi chinh chiến Kéo ra trận từng tớp tùy theo số tư bộ mà thơ ký Jehien và quan giám thị Maaseya đã làm. Có Hanania, đại thần của vua cai quản, chọn số các trưởng tộc, tức là những người mạnh dạng là bao nhiêu thưa hội thánh? Là 2.600 người. Tạm gọi đây là những tướng. 2.600 người. Rồi kế đến chúng ta nhìn thấy chúng quản lãnh một cái đạo binh bao nhiêu thưa hội thánh? 30 vạn 700 ngàn 500 người đều là những người đánh giặc cách mạnh dạng hầu cho giúp vua đối địch với kẻ thù địch. Một vạn là 10 người, chúng ta cứ nhận 10 ngàn người, chúng ta cứ nhận lên. Một đạo quân rất hùng mạnh. Không những thế thôi mà trong thời của ô -xưa, chúng ta nhìn thấy ô sắm sửa cho đạo binh những khiên giáo mũ giáp cung và những đá chành Ở Jerusalem người khiến gì thưa Thánh? Những tay kỹ sư Rất là hiếm nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy kỹ sư xuất hiện Nhưng mà trong thời của ô -xưa thì Kinh Thánh như rằng Ông đã khiến những tay kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt ở trên tháp và trên chót đồn lũy đặng bắn tên hoặc là bắn đá lớn ra. Trong thời của Oceania đã có những kỹ sư để chế tạo ra vũ khí. Và kinh thánh ghi gì Thưa Hòa Thánh? Danh tiếng của người đồn ra phương xa. Nổi tiếng chưa Hòa Thánh? Nổi tiếng chưa ạ? À? Nổi tiếng rồi đó. Vì sao bởi vì người được chúa giúp đỡ cách lạ thường cho đến trở nên cường thạnh và tại nơi đây tôi được nhắc nhở rằng đức chúa trời sẽ không bao giờ bỏ rơi một người trước nhất tìm kiếm ngài amen không thượng đức chúa trời cũng không bao giờ bỏ qua một người nào hết lòng tìm kiếm Ngài. Amen, không thưa ở thánh. Và Đức Chúa Trời cũng không bao giờ bỏ sót một người nào khi người đó trước nhất tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Và chắc chắn rồi, Ngài không bao giờ bỏ quên một người nào khi người đó rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ôi xưa rất được cường thành, thưa hội thánh. rất được cường hành. một trong những vị vua tôi thiết nghĩ rằng khá nổi tiếng trong Israel. nhưng những năm cuối đời của ông thì thật là đáng buồn. Osir đã khởi sự trước nhất tìm kiếm Đức Jehovah. Nhưng ông không tiếp tục tìm kiếm Ngài Khi ông đứng trên đỉnh cao của sự vinh quang Kinh Thánh ghi lại rằng Ở trong nhiều đoạn 26 câu số 16 Kinh Thánh ghi rất rõ thừa thánh Xong Khi người được trở nên Cương thạnh Thì sao thưa Hòa Thánh thì lòng bèn kiêu ngạo tức là kiêu ngạo ở bên trong lòng của ông đã dậy lên khi mà ông đã được cường hạnh rồi khi mà ông đã được nổi tiếng rồi khi mà mọi việc xung quanh ông đã được thật là tốt đẹp và vững chắc rồi khó có thể điều gì có thể lây chuyển được thì kinh thánh ghi rằng lòng của ô Xưa trở nên kiêu ngạo và lòng kiêu ngạo của Osia đã dẫn đến năm điều sau đây. Thứ nhất, lòng kiêu ngạo của Osia đã dẫn ông đến việc làm điều ác và phạm tội cùng với Đức Giê-hô-va. Sự ký nhì, đoạn 26 câu số 16. Khi một tấm lòng của một người kiêu ngạo thì cái nánh lời của Chúa ghi là rằng người đó là một điều ác và phạm tội cùng với Jehovah đức chúa trời cho nên hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết và đặc biệt là trong những lúc mà đời sống và chức vụ đang rất được cường thịnh Đặc biệt là những lúc mà Danh tiếng của một người Được mọi người biết đến Thì hơn bao giờ hết Tôi thiết nghĩ đó là lúc Mà người đó quyết định tiếp tục Tìm kiếm Chúa để Ngài dẫn dắt một cách khôn ngoan Ở trên đời sống của chính mình Và điều thứ hai Từ nơi lòng kiêu ngạo của Âu Xuyên, đã dẫn ông đến việc không lắng nghe khi các thầy tế lễ can ngăn khi ô Sư đã làm một việc sai với luật pháp với lời của đức chúa trời thì có bao nhiêu thầy tế lễ đứng ra khuyên ngăn hội thánh biết không bao nhiêu 80 hay bao nhiêu hay 81 81 hay 80 Mà những thầy tế lễ này là những thầy tế lễ gì thưa Hồn Thánh? Rất là mạnh mẽ Đứng ra khuyên ngăn Và thậm chí là can ngăn ô xưa Nhưng mà vì lòng kiêu ngạo Đã dẫn ô xưa đến chỗ Không lắng nghe Cái sự can ngăn Của các thầy tế lễ Trong lúc bây giờ Thưa Hồ Thánh dù Osir là vua của Israel Dù Osir rất là được kinh cường hạnh trong lúc này Nhưng mà luật pháp và lời của Đức giê va đã quy định Việc dân hương là thuộc về những thầy tế lễ Và vì đó cho chúng ta nhìn thấy rằng Đúng Osir là vua của Israel nhưng mà trên ô vẫn còn có một Đức Chúa Trời đang tế trị mọi điều Và những gì mà luật pháp lời của Chúa đã quy định thì dẫu đó là vua ô xưa đang rất cường thịnh vi phạm thì cũng không tránh khỏi tai họa tôi ước ao gì trong lúc này khi ông làm sai lời của đức chúa trời có những thầy tế lễ đứng ra can ngăn Ước gì trong lúc này ô xưa dừng lại Thì tôi thiết nghĩ rằng Sự việc đã khác đi Và đã tốt hơn nhiều rồi nhưng mà nguồn gốc do từ lòng kiêu ngạo Kinh Thánh ghi là rằng khi ô suy trở nên cương thành Thì lòng bèn kiêu ngạo Và khi một người kiêu ngạo một người đó sẽ không lắng nghe ai nữa Dẫu đó là thầy tế lễ Dẫu đó là 80 thầy tế lễ mạnh dạng đi nữa Thì vẫn không nghe Vì sao? Vì lòng kiêu ngạo Tấm lòng của Oxy trước đây tìm kiếm Đức Giê Ba thế nào? Thì bây giờ tấm lòng của ông đã không còn điều đó nữa đã dấy lên sự kiêu ngạo và vì tấm lòng kiêu ngạo cho nên lỗ tai của ông cũng sẽ bình lại với những lời khuyên chân thành với những lời khuyên đúng đắn với những sự can ngăn hết sức là chính xác của các thầy tế lệ và điều thứ ba chúng ta nhìn thấy từ nơi lòng kiêu ngạo của ô -xia đã dẫn đến việc nổi giận cùng với các thầy tế lệ không nghe các thầy tế lễ đã đành rồi. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ông đã nổi giận cùng với các thầy tế lễ của đức chúa trời. Thưa hội thánh, nguyên do từ đâu? Nguyên do từ tấm lòng kiêu ngạo. Khi đã trở nên cường thạnh rồi, khi mà danh tiếng người đã được nhiều người biết đến rồi, thì lòng của ô đã trở nên kiêu ngạo. Và khi ông kiêu ngạo. Cho nên ông sẵn sàng nổi giận cùng với các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Và điều thứ tư chúng ta nhìn thấy từ lòng kiêu ngạo của hồi xưa đã dẫn đến đã dẫn đến gì thưa hội thánh? Khi ông nổi giận cùng với các thầy tế lễ thì Kinh Thánh ghi rằng khi ông vừa giơ tay lên định hại các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Thì bệnh phung đã nổi lên bắt đầu từ trên trán của ông. Và Kinh Thánh ghi lại một câu mà chúng ta hãy nhìn xem. Sự ký nhi đoạn 26, câu số 21. Ô xưa bị bệnh phung. Trong vòng bao lâu Hồ Thánh biết không? À, cho đến ngày băng hà ngày băng hà là ngày gì? À, tôi sợ thánh ngủ gục cho nên hỏi. nhưng mà từ này chỉ dành cho vua thôi mà thánh. chứ mà <laughs> dân dân thường thì không ai nói là ngày chết là ngày băng hà. ông bình phung cho đến ngày băng hà. mà nguyên nhân gốc rễ từ lòng kiêu ngạo. Và dẫn đi từng bước từng bước đến mỗi lúc càng sâu hơn trong sự hủy diệt. Kinh thánh ghi lại rằng ông bị phun cho đến ngày băng hà. Và còn điều nữa điều thứ năm mà tôi nhìn thấy từ nơi lòng kiêu ngạo của Oseah đã dẫn ông đến là từ ngày ông bị bệnh cho đến khi ông băng hà thì kinh thánh ghi lại rằng ô Xuyên phải ở riêng ra một nơi khác và cái điều mà tôi cảm thấy đau xót hơn nữa đó là chẳng còn được vào đền của đức giê hô va không được trở vào đền của Đức Giê-hô-va. Và vì vậy cho nên đầu giờ tôi có nói rằng việc đáng tiếc nhất của một con người đó là không được bước đến nhà của Chúa để thờ phượng Ngài. Và ngày nay tôi và quý ông bạn chỉ còn có cơ hội để có thể đến nhà của Chúa để có thể ra mắt ngài để có thể ngợi khen và thờ phượng Chúa thưa một thánh ơi hãy hallelujah cảm ơn ngài đi amen không ạ à? đừng để bất kỳ một lý do gì khiến chúng ta bỏ qua sự nhóm lại vì trước đây đã có sứ điệp bài giảng của tôi tới Chúa một sư ngôn cười một sư lê minh đức đã rao giảng cho chúng ta rồi để được bước vào trong nơi chiến thánh đó đức Chúa Giêsu Christ đã trả một giá rất là cao rồi xin đừng để một lý do gì dầu đó là một lý do chúng ta nghĩ rằng quá lớn Nhưng hãy tranh hữu Tận dụng mọi cơ hội, mọi điều kiện có được Để ra mắt Chúa, để thơ phượng Ngài Và được đứng trong nhà của Chúa để ca ngợi Ngài Amen không thưa Hồ Thánh Nếu Hồ Thánh không Amen <laughs> đến bây giờ không amen thì tôi phải ngưng rồi và thưa hồ thánh có những điều trên cuộc đời chúng ta chúng ta không quyết định được nhưng có rất nhiều điều trên đời sống chúng ta chúng ta vẫn quyết định Và buổi sáng hôm nay quyết định trước nhất gấp lòng tìm kiếm Đức giê để chúng ta kinh nghiệm được những ơn phước dư dật tràn đầy của Ngài trên đời sống chúng ta hay quyết định bước đi trong việc từ chối tìm kiếm Chúa với một tấm lòng kiêu ngạo chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều hậu quả kéo theo quyết định thuộc về mỗi một chúng ta. Và Đức Chúa Trời cũng như vương quốc của Ngài. Và tôi tin rằng hết thảy chúng ta đều rất muốn cuộc đời của chúng ta sẽ quyết định trước nhất tìm kiếm Chúa. Amen không thưa hội thánh? Amen. Bây giờ hội thánh có amen hay không amen? <laughs> vui thôi thưa thánh bây giờ này xin trân trọng kính mời toàn thể thánh chúng ta cùng nhau đứng lên chúng ta hướng lòng về chúa chúng ta cầu nguyện